Xe tăng và các đơn vị bộ binh của Israel ngày 25 tháng 4 đã hoạt động ở một căn cứ quân sự gần biên giới với dải Gaza, sẵn sàng cho cuộc tấn công tổng lực vào thành phố Rafah ở phía nam dải Gaza. Trước đó ngày 24 tháng 4, một quan chức quốc phòng cấp cao giấu tên của Israel cho biết quân đội nước này đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho chiến dịch quân sự ở Rafah, thành phố ở dải Gaza mà Israel coi là thành trì cuối cùng của phong trào Hồi giáo Hamas. Quan chức này nói rằng quân đội Israel sẽ lập tức tấn công Rafah ngay khi nhận được chỉ đạo của Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Bộ Quốc phòng Israel đã mua 40.000 lều bạt với sức chứa 10 đến 12 người một lều để cung cấp cho những người Palestine ở Rafah phải di rời trước khi quân đội Israel phát động chiến dịch tấn công. Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy những hàng lều bạt màu trắng đang được dựng lên ở Khan Yunis, thành phố nằm cách Rafah khoảng 5 km. Một nguồn tin từ chính phủ Israel tiết lộ, nội các chiến tranh của ông Netanyahu dự kiến nhóm họp trong 2 tuần tới để thông qua kế hoạch cho phép dân thường sơ tán. Kế hoạch này có thể diễn ra trong khoảng 1 tháng. Nằm ở phía nam dải Gaza giáp danh với Ai Cập, Rafah là nơi hơn 1 triệu người Palestine từ phía bắc sơ tán xuống để tránh các cuộc tấn công của Israel. Thủ tướng Israel Netanyahu tuyên bố rằng quân đội Israel sẽ tiến hành cuộc tấn công trên bộ vào Rafah bất chấp những lời kêu gọi kiềm chế của quốc tế. Các nước trong khu vực đều cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng của bất kỳ hoạt động quân sự nào ở Rafah. Một nguồn tin thân cận của Ai Cập ngày 24 tháng 4 tuyên bố, bất kỳ sự hiện diện nào của quân đội Israel ở khu vực biên giới sẽ cấu thành hành vi vi phạm Hiệp ước Hòa bình Ai Cập-Israel ký năm 1979. Nguồn tin nhấn mạnh, mọi hành vi vi phạm Hiệp ước Hòa bình của Tel Aviv và các phụ lục an ninh của văn kiện này sẽ vấp phải phản ứng quyết liệt từ phía Ai Cập. Cuộc xung đột Hamas-Israel đã bước sang tháng thứ 7. Theo cơ quan y tế Gaza, đã làm chết ít nhất 34.305 người Palestine. Cuộc tấn công đã biến phần lớn dải đất nhỏ bé này, vốn đông dân cư và đô thị hóa, thành bình địa, làm hầu hết trong số 2,3 triệu dân mất nhà cửa, nhiều người thiếu thức ăn, nước uống và chăm sóc y tế. Về phía Israel, cuộc đột kích bất ngờ của Hamas ngày 7 tháng 10 năm 2023, nguyên nhân trực tiếp khơi mào cuộc xung đột hiện nay đã làm 1.200 người thiệt mạng và 253 người bị bắt làm con tin. Israel nói rằng tới nay vẫn còn 133 con tin đang bị giam giữ. Các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas vẫn đang rơi vào bế tắc. Israel tuyên bố chỉ quan tâm tới thỏa thuận ngừng bắn tạm thời để Hamas thả những con tin mà phong trào này bắt giữ sau cuộc đột kích Israel. Còn phía Hamas nói rằng họ sẽ chỉ thả những con tin này nếu nội dung thỏa thuận ngừng bắn đề cập việc vĩnh viễn chấm dứt cuộc xung đột hiện nay.